Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về lĩnh vực cạnh tranh, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức hội nghị Cạnh tranh ASEAN lần thứ 9 ACC theo hình thức trực tuyến. Với chủ đề hành động của cơ quan cạnh tranh các nước ASEAN nhằm thúc đẩy môi trường cạnh tranh ASEAN sau đại dịch, hội nghị ACC thu hút khoảng 600 đại biểu đến từ cơ quan cạnh tranh các nước ASEAN và các nước khác như Úc, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, các trường đại học, doanh nghiệp, học giả cùng chia sẻ kinh nghiệm, góc nhìn về các vấn đề cạnh tranh cũng như công tác thực thi luật và chính sách cạnh tranh. Tại hội nghị cạnh tranh này, lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam khẳng định, công tác thực thi luật cạnh tranh và chính sách cạnh tranh hiệu quả sẽ là nền tảng để đảm bảo việc duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các thành phần kinh tế, là nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thương mại và tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng như khu vực ASEAN. Ngoài ra, môi trường cạnh tranh lành mạnh sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng thông qua việc tạo điều kiện cho họ tiếp cận với nguồn hàng dồi dào hơn với chất lượng đảm bảo và giá cả hợp lý, mà còn là chìa khóa dẫn đến đổi mới sáng tạo và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.